Tác phẩm Ngọc trong đá. Tác giả Nguyễn Đông Thức. Phần 2. Ông Cung ngẩng đầu lên và hỏi: "Bây giờ có tính sao?" Hương im lặng nhìn ba. Mái tóc lấm tấm bạc của ông dưới ánh sáng nhợt nhạt của ngọn đèn nơi ông lại càng ánh lên những sợi tóc trắng quanh một khoảng trắng hói, bóng láng, ửng sáng. Phía sau hai tròng kính, đôi mắt dằn đục của ông trông thật lờ đờ, mệt mỏi. Những nếp nhăn trên trán, trên má và hai bên khóe môi kéo gương mặt của ông chảy hẳn xuống. Tự dưng Hương muốn bật khóc. Bà Cung đã khóc lặng lẽ từ nãy giờ. Bà ngồi trong một góc phòng, khuất sau cái tủ gỗ, và thỉnh thoảng từ trong bóng tối đó đưa ra một tiếng nấc nhỏ, nghẹn ngào. Câu hỏi của ông Cung như một viên đá ném vào ly nước đã đầy, làm tràn nỗi uất ức từ chiều giờ của bà. Tiếng nấc của bà dở ra, làm nặng nề hơn bầu không khí của một đêm oi bức. Còn tính gì nữa, thằng Thành thì coi như đã tàn đời. Còn có con Hương, bộ ông muốn giết nó luôn sao? Bà Cung khóc hẳn ra tiếng. Bà hỉ mũi vào cái khăn tay, rồi lại khóc. Và cuối cùng, chắc cảm thấy không chịu nổi, bà đứng lên đi nhanh vào phòng trong. Hương nhìn ba. Ông ngồi đó, co ro, thiểu não, trong bộ pyjama nhỏ nát. Trong phòng trong, tiếng nấc chốc chốc lại vang ra. Ánh đèn nơi ông nhợt nhạt. Bàn ghế thì bụi bám với sách vở quăng bừa bãi. Trời ơi, tại sao gia đình của Hương lại gặp phải cảnh ngộ như ngày hôm nay? Còn đâu những tiếng cười vang không ngớt, những bữa ăn ngon đầy trong các câu chuyện tích tóc của ngày xưa. Bây giờ chỉ còn mỗi ông Cung ngồi đó, hai bàn tay gầy guộc xanh xao, run rẩy bưng lấy đầu. 30 năm trời mày mò cặm cụi, sáng đi chiều về trong ngành thuế. Ông leo lên được tới hạng A thì mắt cũng đã mờ vì những hồ sơ, những con số. Lưng cũng đã còng vì những lần chào đón người trên. Ông Cung thuộc loại không có thế lực đỡ đầu, nên bước hoạn lộ của ông phải chắc chiêu từng chút. Đổi lại, dần dần ông đã có một gia đình êm ấm, một cái villa nhỏ đủ tiện nghi, nằm trong một khoảng vườn biệt lập không quá xa trung tâm thành phố. Một chiếc xe hơi nhỏ tự tay lái đi làm việc, và thỉnh thoảng đưa gia đình đi cấp để mà đổi gió. Ông có một bà vợ giỏi quán xuyến việc nhà, thỉnh thoảng cũng biết chạy một chút ít affair cò con trong giới các bà, bằng những khoản bổng lộc gì đó mà đôi khi ông đã mang về. Ông có một đứa con trai đầu lòng, tuy thi rớt tú tài hai vì ham chơi hơn ham học, nhưng cũng đã chạy chọt được làm sĩ quan tiếp dẫn, đóng ở xa nhưng ít nguy hiểm mà lại dễ có tiền. Có đứa con gái học ở Marie Curie, và thằng con trai út thì học ở Lê Quý Đôn. Nghĩa là ông có đủ cả những gì mà một người đàn ông trung bình có thể mơ ước. Nhưng bây giờ, ông đang ngồi đó, và có lẽ đang cảm thấy sau 30 năm trời ký kết dành dùm, nay ông đang mất dần tất cả, kể cả những đứa con. Cách mạng về chỉ cho ông học tập 15 ngày nhờ các chức vụ không lấy gì làm quan trọng của ông. Nhưng sau đó đã cho ông nghỉ việc. Thành thị sau giải phóng một ngày, không biết bằng phép màu nào, cũng đã lần mò về đến Sài Gòn. Tuy vậy chỉ ở với gia đình được một khoảng thời gian ngắn, rồi phải đi học tập, không biết bao giờ mới được trở về. Từ một người cung cấp mọi thứ cho gia đình, ông Cung quay về là một người ăn bám theo nghĩa đầy mặc cảm của ông. Ông sống lặng lẽ như một cái bóng, thỉnh thoảng mới cáu gắt mỗi khi thương nhớ đến Thành, hoặc là nuối tiếc về những ngày cũ. Trong khi đó, để có cái ăn,
Bà cùng phải bán bớt những gì còn sót lại trong nhà. Và qua vài lần như thế, bà bỗng trở thành một người đi buôn ở chợ trời, hàng ngày đợi nắng dầm mưa từ sáng đến chiều, đem những đồng tiền nhục nhằn ấy về nuôi gia đình. Người của bà gầy sọp và đen nhẻm đi, đôi mắt thụt sâu, mệt mỏi, lo láo, khác hẳn như ngày xưa. Còn Hương, Hương đậu dễ dàng khóa tốt nghiệp phổ thông ngay năm giải phóng, mặc dù thi theo chương trình Việt. Trước tình trạng kinh tế suy sụp trầm trọng của gia đình, Hương cảm thấy phải đi làm việc chứ không thể tiếp tục học đại học được nữa. Mộng ước du học đã vỗ cánh bay xa. Các đại học sắp tuyển sinh thì dễ gì giàu được. Đi làm thì không có thân nhân nào làm cách mạng để mà bảo lãnh giới thiệu, mà bản thân thì cũng không có nghề gì chuyên môn. Hương đành phải đi cầu may vào các trường tái diêm, điều dưỡng, khóa cắt tóc một năm. Đó là một năm dài nhất đối với đời Hương. Với bao thay đổi và chịu đựng, từ một cô gái nhà khá giả, rất sợ những gì dơ bẩn chạm vào tay, Hương phải tiếp xúc dần với máu mủ và cả những xác chết lõa lồ đã trương phình, hôi thối. Rồi những buổi họp chính trị lê thê, buồn tẻ. Ôi, chủ nghĩa xã hội tuyệt diệu để làm gì? Với ba Hương thì thất nghiệp, anh Hương thì đi học tập không biết ngày về, má Hương thì đi buôn bán cực khổ và lén lút ở ngoài đường phố, còn chị em Hương thì hết thấy tương lai. Chủ nghĩa xã hội ưu việt ở chỗ nào khi gia đình Hương cứ phải cả ngày xếp hàng để mua vài cái bột về ăn thay cơm, vài cái khoai sùng vừa gặm vừa muốn rơi nước mắt. Và bây giờ Hương đang ngồi đây, sau khi đã đưa ba má xem tờ giấy quyết định của Sở Y tế điều động mình về công tác ở lực lượng thanh niên xung phong. Mặc dù đã đoán biết là mình phải đi xa với một cái lý lịch không lấy gì làm tốt đó, Hương vẫn sững người trước giấy tờ nhận được từ tay của người cán bộ phòng tổ chức. Lực lượng thanh niên xung phong. Ít coi báo và nghe đài, Hương chỉ lờ mờ biết đây là một tổ chức đưa thanh niên đi sống xa nhà, lao động tay chân thật là cực khổ, trong những điều kiện sinh hoạt quá kém. Nào đã đào kinh, khai quang, gỡ mìn, trồng lúa, cái gì cũng bằng sức của đôi tay. Hương, một cô gái trước giờ chưa từng hề xa gia đình lấy một ngày, đi đâu nắng một chút, mưa một chút thì cũng không chịu. Vậy mà quyết định ấy đến với ông bà cung như một giọt nước cuối cùng làm tràn chiếc ly tủi nhục mà họ đã cay đắng uống. Sao đứa con trai đầu lòng giờ lại đến đứa con gái cưng của ông bà phải bỏ gia đình để đi lao động khổ sai ở một chốn rừng thiên nước độc hay sao? Ông cung cứ lắc đầu như thể không tin điều đó xảy ra. Phải chi ông còn liều như hồi xưa, ông sẽ chạy chọt. Ông nói thế. Bà cung nói mình đâu còn quen ai để có thể chạy chọt. Ông cung cười có vẻ bí hiểm và trả lời một cách mơ hồ là đồng tiền có thể mở được mọi cánh cửa. Nhưng rõ ràng cả hai người đều đã bất lực. Biện pháp cuối cùng của bà cung là Hương cứ ở nhà để ông bà đi làm đơn khiếu nại cho con được ở lại thành phố. Cùng lắm thì coi như bỏ một năm học đó. Tiền phụ cấp nếu đòi thì bà sẽ hoàn lại. Bà còn sống là còn nuôi được Hương. Nhưng lý do gì để xin lại ở thành phố? Hương thì mạnh khỏe, cha mẹ thì chưa già lắm, Phước thì cũng đã 17. Hơn nữa, trong cái đơn lúc xin thi vào, Hương cũng đã cam kết là sẽ sẵn sàng phục vụ ở bất cứ nơi đâu kia mà. Và việc gì xảy ra nếu Hương không chấp nhận cái quyết định kinh khủng khiếp ấy? Họ sẽ cắt hộ khẩu, cắt lương thực và mọi thứ tiêu chuẩn nhu yếu phẩm của Hương. Họ song báo về địa phương
ngăn chặn mọi cố gắng của Hương nhắm chui vào bất cứ một cơ quan nào khác. Hay họ sẽ cưỡng bức Hương phải đi lao động ở những nơi tồi tệ hơn. Rồi Phước, nó còn đang đi học, có ảnh hưởng gì cho nó không? Khi cái lý lịch lại xấu mà lại còn thêm một người chị bỏ việc ngay khi nhận được quyết định. Hương hít vào thật sâu. Thôi kệ, mình coi như tất cả đã hết từ cái ngày ấy rồi kia mà. Đã qua hết rồi một thời gian sau. Thà chính tay mình đốt đi những kỷ niệm còn hơn để người khác chà đạp lên chúng. Bây giờ, ở đâu, làm gì, đối với mình không quan trọng nữa. Tới đâu hay tới đó, sao cũng được, mà đâu cũng vậy. Nhưng ít nhất, mình không được là gánh nặng cho gia đình. Hương ngẩng đầu lên, vuốt lại tóc và nói với ba, nghe giọng của mình có một cái gì đó thật xa lạ, như ai đó đang nói chứ không phải mình. Con sẽ đi ba à, không còn cách nào khác. Ông cùng gục đầu vào hai tay, tiếng khóc trong phòng lại vang lên to hơn. Vòng tròn khối trước mặt của Dũng giãn rộng ra, bắt đầu méo mó tan dần, nhường chỗ cho những vòng tròn khối nhỏ hơn tuần tự bật ra xuyên qua nó. Dũng im lặng hút thuốc và thở khói. Hương biết là những lúc như thế, anh đang suy nghĩ rất dữ. Điếu thuốc đã cháy gần hết. Theo một thói quen, Dũng đưa mẫu đầu lọc lên ngắm nghía, rồi dùng tay buông mạnh ra mặt đường vắng. Buổi trưa, ngồi dưới giàn dưa tây của quán kem, nhìn ra ảnh sơ xác của công trường. Qua ánh nắng ngột ngạt hắt lên từ mặt đường nhựa, Hương càng thêm phiền muộn. Dũng nhìn Hương, đột ngột hỏi. Hương không dám nghe lời má à? Hương im lặng lắc đầu, cúi mặt, dùng ngón tay trỏ dạch những hình thụ vô nghĩa lên cái dụng nước nhỏ trên bàn. Làm sao được, đó là một giải pháp tuyệt vọng, có vẻ hèn nhát sau đó. Hương không làm thế được. Cuối cùng, Dũng nói, anh có một cách này. Hương ngẩng lên nhìn Dũng, chờ đợi. Dũng có vẻ suy nghĩ, ngập ngừng rất lâu, trước khi tiếp. Nếu Hương bằng lòng, thì cho anh được hỏi cưới Hương. Tháng sau, hoặc là sớm hơn cũng được. Nghe nói hình như nơi đó chỉ nhận được người độc thân. Với lại Hương có gia đình, thì cũng dễ xin nghỉ hoặc dễ xin công tác ở thành phố hơn. Anh cũng đang là nhân viên nhà nước ở đây. Hương ngạc nhiên nhìn Dũng, dù biết anh đã yêu mình từ 2 năm qua. Bạn bè Hương nhiều đứa đã nói là cô tốt phúc, vì Dũng là con nhà giàu, bà làm giám đốc của mảng hàng thầu vận tải lớn, quen Hương trong một buổi đi bar, và từ đó theo đuổi Hương ráo riết. Dũng nói đang học đại học, nhưng thật ra bất cứ lúc nào mà Hương muốn, anh đều sẵn sàng đến rước Hương đi học, chở Hương về, đưa Hương đến thư viện văn hóa Pháp, đi ăn kem, xem cine, nghe nhạc, hoặc là đi khiêu vũ. Hương chấp nhận đi chơi với Dũng trước mắt mọi người như một người yêu. Chuyện đó đối với Hương thật sự không quan trọng lắm. Ăn thua là do mình. Quan điểm sống của cô lúc ấy như thế. Điều hơi khó hiểu là Hương luôn cảm thấy mình không thể yêu Dũng. Có nhiều điều Hương không tự hiểu được. Dũng cao lớn, trắng trẻo, đúng tiêu chuẩn đẹp trai con nhà giàu học giỏi, lại quyền thế cả trước và sau giải phóng. Anh có một phòng riêng, có máy điều hòa không khí, một chiếc xe. Thỉnh thoảng, anh đến đưa Hương và anh đi lái thiêu ăn trái cây, đi Thủ Đức ăn nem nướng và cả đi Vũng Tàu tắm biển. Sau giải phóng một thời gian ngắn, Dũng khoe là anh có một người chú họ là cán bộ tập kết,
mới về làm giám đốc của một bến xe lớn. Và chính ba anh trước giờ cũng là một cơ sở kinh tài của cách mạng. Nhờ vậy mà anh đã được thu nhận vào làm nhân viên ở văn phòng ban giám đốc bến xe. Chọt qua đi cái thời buổi phức tạp này, theo kiểu anh giải thích: Dũng làm gì không biết, nhưng đã dám bảo với Hương là bất cứ lúc nào Hương muốn, chỉ cần báo trước với anh một buổi là anh có thể đến với Hương trong bao nhiêu ngày và đi đâu cũng được. Nói chung là Dũng có đủ những điều kiện để được nhiều cô gái mơ ước. Nhưng với Hương, lạ lùng thay, Hương không yêu Dũng và chưa bao giờ nghĩ sẽ lập gia đình với anh. Hình như ngoài sự giàu có được trình bày quá rõ, anh chẳng còn gì khác. Điều đó cộng với sự săn đón quá mức của anh đã làm cho nhiều lần Hương phải mất hứng thú. Chỉ có anh là hiểu Hương, cô thường nói. Mày đi chơi với thằng Dũng, phải nhớ thủ thế để có gì còn rút lui được. Mặt nó là mặt của thằng nhà giàu, sở khanh có nòi. Bà nó có hai con vợ bé mấy dòng con, còn ai không biết. Nó mê mày lẹ thì cũng ve mày nhanh. Tính tình mày với nó không hợp nhau đâu. Một đứa thì sống nội tâm như mày, mà gặp cái thằng chỉ biết khoe của thì làm sao mà hạnh phúc được. Không chỉ vì nghe lời anh mà còn vì linh cảm của mình, Hương chơi với Dũng khá thận trọng. Thỉnh thoảng có lý do thì Hương cũng cho Dũng hôn, nhưng cương quyết cự tuyệt những hành động đi xa hơn. Những lúc đó, mắt Dũng sáng rực như có lửa bên trong, làm Hương hơi sợ. Và có khi tự hỏi, không biết phải chăng Dũng vẫn tiếp tục theo đuổi mình, chỉ vì chưa thỏa mãn những gì anh muốn chiếm, như Hoành đã có lần nhận xét hay không. Một con người vốn đã quá dễ dàng trong những cuộc chinh phục, khi gặp một đỉnh cao khó vượt qua, bao giờ cũng dễ bị kích thích và quyết tâm phải tìm cách chiến thắng. Điều làm cho Hương không an tâm nhất là Dũng chưa hề bàn tính chuyện tương lai gì đó với Hương. Cũng có thể như anh đã phân tích, nhưng cũng có thể anh đã tìm được sự thỏa mãn, tự ái và lòng yêu thích sự phô trương của mình khi đi chơi với Hương. Và chỉ cần như vậy. Dù sao, Hương cũng là người bạn gái đẹp nhất trước giờ của anh. Vì tất cả những điều đó, trước lời cầu hôn đột ngột của Dũng, Hương hơi sửng sốt. Lấy Dũng làm chồng, giải pháp mới nghe cũng hấp dẫn lắm. Lấy Dũng, Hương sẽ không còn phải lo nghĩ về chuyện vật chất. Từ trước đến giờ, anh vẫn chứng tỏ rất thương Hương, chăm lo cho cô từng chút, luôn đoán được ý muốn của cô và nuông chiều, thỏa mãn những ý muốn đó một cách khéo léo. Hương cũng đã quen với nhiều bạn trai, nhưng chưa thấy ai lịch sự, nhã nhặn, hào phóng hết mình như Dũng. Chơi với anh chỉ thấy thoải mái và đôi khi thấy mình còn rất quan trọng. Vì thế mà Hương vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với Dũng dù chưa yêu anh. Nhưng lấy Dũng trong lúc này có nghĩa là Hương phải mang ơn anh và phải lệ thuộc vào anh suốt đời. Hương sẽ khỏi phải đi làm, ngày đêm sống thui thủi trong nhà, chờ chồng cho phép để đi chơi chung, đẻ con, xấu xí dần, rồi chờ chồng cho có vợ bé để mà khóc lóc, ghen tuông. Và cuối cùng, Hương có thể chịu nổi trong không khí sống với một người chồng mà mình không hề yêu. Hương nói một phần suy nghĩ của mình cho Dũng nghe, anh gạt đi. Lo gì? Anh làm chỗ đó dư sức nuôi em. Nhưng nếu Hương muốn đi làm, anh sẽ nói ba anh lo cho một chỗ, dĩ nhiên là khỏe hơn ở thanh niên xung phong. Hay vào làm chỗ chú anh cũng được, ở đó đang tuyển nữ nhân viên. Đẹp như em là ưu tiên rồi, chưa cần nói đến chuyện là biết em là bồ của anh, ổng sẽ nhận ngay. Ổng cách mạng mấy chục năm mà chịu chơi hết biết. Thấy Hương nhìn có vẻ thắc mắc,
Dũng nhún vai giải thích. Bộ Hương tưởng cách mạng là những người ghê gớm lắm hay sao? Cũng là con người thôi. Ba anh vẫn nói, tiền bạc, thế lực và sức đẹp là những chiếc chìa khóa vạn năng trước một cánh cửa mọi thời đại. Đến bây giờ, anh vẫn thấy câu nói của ông chưa bao giờ sai. Vấn đề là đúng lúc và đúng mức. Ba Dũng, đó là một người đàn ông to béo, khác hẳn với vẻ gầy gò của ông Cung. Hương chỉ gặp ông vài lần và Dũng cũng không giới thiệu gì nhiều. Ông có vẻ luôn bận rộn, mặc dù lúc nào ăn mặc cũng rất là chải chuốt. Ông giao thiệp rộng, có giọng nói rỗng rãng, đi đâu cũng thường có một cô thư ký trẻ măng ở bên mình. Hương đã không tin khi biết được ông là một cơ sở kinh tài của cách mạng. Nhưng với thực tế, ông vẫn sống thoải mái, vẫn đi xe hơi hàng ngày sau ngày giải phóng, đã chứng tỏ điều đó là đúng. Má Dũng là một người đàn bà có vẻ lớn tuổi hơn chồng, hình như không cần chú ý gì đến chồng con. Bà đeo nữ trang đầy người, và lần nào Hương đến nhà Dũng cũng thấy bà đang ngồi xoa mặt trượt với vài ông bà trông tướng rất bệ vệ. Họ đánh bạc công khai và ăn thua rất lớn. Tuy thái độ lịch sự hòa nhã và trong khi chơi vẫn có thể nói chuyện về tình hình thật sự trong và ngoài nước. Tất cả những điều mà Hương đã biết về ba má của Dũng cho phép cô nghi ngờ về một hạnh phúc nếu cô nhận lời chung sống với anh. Đó là chưa nói chắc gì ba má Dũng đã chịu cho anh cưới Hương, một cô gái mà gia đình đã xuống dốc thê thảm, không tương xứng chút nào với bề thế hiện nay của gia đình Dũng. Hương có hạnh phúc không khi lọt được vào ngôi nhà đó? Hương bậm môi, quyết định trả lời ngay. Không được anh à, Hương và ba đã bàn, Hương phải đi coi thử thế nào. Chuyện anh tính cho Hương suy nghĩ kỹ rồi sẽ trả lời sau. Dũng nhìn Hương, và Hương cảm thấy câu trả lời của mình không làm anh ngạc nhiên hay thất vọng. Có thể lời hỏi cưới của anh chỉ là do một lúc hào hứng bật ra, hoặc cũng có khi anh đã từng nghĩ tới rồi thôi. Dũng cũng không nói gì thêm để thuyết phục Hương, trừ một câu bỏ lửng nửa chừng sau khi có vẻ đã suy nghĩ. Tùy Hương vậy, anh đã có hết sức, anh không muốn Hương đi cái đó. Hương sẽ... Dũng phát tay làm cử chỉ ra dấu bất lực, không biết diễn tả ý nghĩ như thế nào. Có gì đâu mà anh không dám nói ra. Tôi sẽ đen đúa, xấu xí đi. Tóc tôi sẽ vàng cháy, chân tay tôi sẽ nứt nẻ, và anh sẽ hết yêu tôi, bởi vì anh yêu sắc đẹp phải không? Dũng nhón lấy gói thuốc lá và quẹt ga, mà thói quen của anh khi vào quán là luôn có ý dứt hờ hững trên bàn. Nhét tất cả vào trong túi áo trên, anh rút ra một cái ví da cá sấu lớn ở ngay sau lưng, gọi tính tiền và rút ra một tờ giấy 20 mới tinh, chưa một nếp gấp. Trong khi Dũng làm những việc đó, Hương vẫn yên lặng ngồi nhìn anh, và lần đầu tiên lấy làm lạ về những cử chỉ rất thuần thục đó. Anh ôm chặt lấy Hương, rồi đưa tay cù vào hông bạn. Lúc trước, Hương thường ngủ đêm ở nhà anh để học bài thi. Những lần hai đứa đùa nhau như vậy là Hương đã cười lên nấc nẻ và giãy giụa đến tung cả mền gói xuống đất. Rồi hai đứa giật lộn nhau ầm ĩ, ném gói vào mặt nhau túi bụi cho đến khi nào mệt thở dốc mới thôi. Anh ngủ có thật nhiều gói, cái tròn, cái vuông, cái dài. Tất cả đều được bao bằng vải sa tanh đủ màu, mát rượi, quằn bừa bãi trên chiếc giường nệm rộng thênh thang. Bây giờ, Hương chỉ dặn mình, xô bạn ra, rồi ngồi dậy vuốt lại cái tóc. Anh nhìn Hương, nhưng không lộ vẻ gì ngạc nhiên trước thái độ đó. Cô xoay người, nằm sắp lại ôm gối. Một lát,
Hương thấy vai bạn run run. Con nhỏ cười đó, rồi lại khóc đó. Hương đưa tay vuốt nhẹ nhẹ cái lưng trần láng mướt và mắt rượi của anh. Hương hỏi nho nhỏ. Lâu lắm tao không tới chơi, sao gặp tao mày lại khóc? Thật cũng khá lâu rồi, Hương chưa tới gặp anh. Một lần từ sau cái ngày di tản hụt đó, đã có ít chuyện rắc rối xảy ra giữa gia đình hai người. Chỉ khi không đi được, Hương mới biết vì sao trước kia ba má mình lại có vẻ lo âu. Tuy là chỗ quen biết, má anh chỉ bằng lòng giúp đỡ với điều kiện là gia đình ông bà cung phải đưa cho bà đủ 2.000 đô la. Bà giải thích đó là số tiền bà nợ của một người bạn, nếu không trả thì phải nhận được cho gia đình họ đi chung, và như vậy thì không còn chỗ đâu cho gia đình của Hương. Chuyến đi thất bại và mất hết tài sản, má Hương muốn lấy lại số tiền đó thì má anh cứ hẹn lần hẹn lửa. Bà bảo đã trả nợ mất rồi, còn tiền thì bà không còn được bao nhiêu. Chỉ sau rất nhiều lần lui tới nhà anh, bà cùng mới lấy được một phần số tiền, mà lại bằng bạc Việt Nam, với thời giá kém hẳn. Nhưng những điều đó không làm sức mẻ tình bạn của Hương với anh. Nhưng điều đó cũng hạn chế phần nào sự lui tới giữa hai đứa. Hơn nữa, từ lúc mà Hương đi học trường y tế, vì được đào tạo gấp nên hết sức bận rộn, không còn có đủ thời gian cho một cuộc đi chơi. Vả lại, còn đứa nào muốn đi chơi nữa đâu. Oanh xoay người lại, nước mắt rần rụi trên má. Cô nói, mày đi nữa là tao không còn đứa bạn nào ở Sài Gòn. Hết bà tao bỏ má con tao đi, đến thằng Hùng, và bây giờ lại đến mày. Hùng là bồ của anh, trung úy phi công lái F-5 ở sư đoàn 5 không quân, đóng ở Tân Sơn Nhất, đã bị người Mỹ ép phải lái máy bay bỏ chạy từ ngày 28 tháng 4. Giỏi đến mức mà không kịp báo cho người yêu. Có thể anh ta đã tin tưởng là anh đã cùng với gia đình qua Mỹ an toàn. Và không chừng giờ này, Hùng vẫn còn mỏi mắt đi lục danh sách ở các trại tị nạn của Mỹ để tìm tên anh. Anh nói, dù sao mấy người đó bỏ đi còn được xuống thân, còn mày đi cái đó thì còn gì là. Dù mấy hôm nay đã nghe quen những lời lo lắng cho số phận của mình, nhưng câu nói của đứa bạn thân nhất vẫn làm cho Hương thấy tủi thân. Hương quay mặt đi, gạt dội mấy giọt nước mắt vừa ứa ra, im lặng không nói gì. Đến lượt anh rút da Hương, cô ngồi dậy chải tóc cho Hương và lấy cái trăm bằng đồi mồi bới tóc Hương lên cài gọn ghẽ. Hương vẫn buồn hiu ngồi nhìn mấy ngón chân của mình, chúng trắng hồng mẫm mỉm làm sao. Dũng vẫn thường nói mê Hương từ sợi tóc đến ngón chân, và mỗi lần anh cúi xuống nhìn chúng, Hương thấy hết sức nhột nhạt. Ngày mai đây, hằng ngày phải dẫm lên sình lầy, cỏ dại, rừng hoa, chúng sẽ ra sao? Oanh ôm lấy vai Hương từ phía sau, cô cắn nhẹ lên tai bạn, rồi nói thì thầm. Nghe tao đi Hương, bỏ, trốn ở nhà, hay là đây với tao ở luôn, coi thằng nào dám làm gì cho mày thì biết. Và hôm nữa, thế nào bà già tao cũng kiếm đường dọt ở đó. Nhất là khi bà biết là kỳ đó ông già ta đi trước là vì phải đưa bên nhà con vợ bé của ổng. Chuyện của hai người để họ giải quyết, miễn là tao với mày sẽ đi nữa. Đất này bây giờ đâu phải là đất sống của tụi mình. Bỏ chạy một lần nữa, với những ngày lên đên trên biển, phó mặc rủi mây, định đoạt số phận của mình và tương lai không biết sẽ về đâu. Hương không có bà con, anh em nào sống ở nước ngoài. Hương không còn đến một chỉ vàng để mang theo. Hương sẽ làm gì để sống với chút vốn ngoại ngữ và một năm học làm y tá của mình?
rồi còn ba má Hương và anh em Hương còn ở đây nữa. Chưa một ngày nào Hương lo lắng được cho ba má. Giờ phút ghê go này Hương bỏ đi hay sao? Oanh lại tiếp. Nghe lời má tao, tao đã nộp đơn xin thi vào đại học sư phạm để bớt bị chú ý hơn. Chứ bây giờ học tài thi lý lịch, sức mấy ngụy như mình mà đậu nổi. Má tao bà bắt tao làm đủ trò, nào là ra trạm xá xin thuốc nhức đầu bổ óc vì học bài thi mệt quá, nào là ra phường sao giấy tờ đơn từ này nọ đủ thứ cả, làm như thiết tha lắm với cái xứ này. Bà còn giấu, nhưng tao biết là bà sắp giọt được rồi. Mấy hôm nay tao thấy bà bắt đầu bán dần dần mấy thứ đồ đạc máy móc đáng giá mà không thể mang theo. Oanh nâng cảm Hương lên, nhìn vào mắt bạn, rồi quay mặt đi, lại khóc. Oanh bò đến đầu giường, mở cái tủ nhỏ, lấy ra một gói thuốc và một chai rượu đang uống dở. Hương tròn mắt nhìn bạn. Oanh nhún vai giải thích. Tao buồn quá, sinh mất ngủ. Lâu lâu phải lai rai một chút cho nó mềm người, đỡ nhớ ổng. Oanh rót rượu vào cái nắp chai đưa cho Hương. Mày uống thử một miếng đi, rồi tao với mày ôm nhau ngủ. Hương lắc đầu, đẩy tay Oanh ra. Oanh chỉ nhìn Hương, rồi đưa nắp chai đổ lên miệng. Cô nhăn mặt uống luôn 3-4 nắp, đẩy chai, rồi bỏ xuống giường, bắt đầu hút thuốc. Hương nhìn mà thương bạn quá. Oanh đâu phải là một đứa trụy lạc, gì đâu mà phải chịu cảnh đáng thương như thế này. Hương nhìn Oanh thở dài. Không, Oanh ơi, tao sẽ ở lại chấp nhận số phận đã dành cho mình. Mỗi người một định mệnh, tao mệt mỏi rồi, không muốn chống chọi lại trong tuyệt vọng như mày đâu. Chúc mày sẽ đi được bình an, trót lọt, gặp lại ba, gặp lại Hùng. Còn tao, từ đây cũng liều nhắm mắt đưa chân. Đã qua hết rồi những ngày tháng cũ, và chúng ta sẽ không bao giờ trở lại được đâu, anh ơi.